Hôm nay là ngày rằm tháng 4 năm canh tí, cũng là ngày lễ Phật đàn. Đại lễ Phật đàn Phật lịch 2564, đúng vào thời điểm đại dịch COVID-19 có những diễn biến phức tạp. Chính vì thế, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã có văn bản hướng dẫn các chùa, cơ sở tự viện, tăng ni và Phật tử về những điểm cần lưu ý, nhằm bảo đảm an toàn phòng chống dịch bệnh nhưng vẫn giữ được các giá trị Phật giáo cao quý. Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam yêu cầu tổ chức Phật đàn tại nơi trang nghiêm ở tư gia, không tập trung nhiều gia đình, không tổ chức đông người, kết nối trực tuyến online với các chùa, cơ sở tự viện, trụ sở Giáo hội Phật giáo Việt Nam các cấp, để bày tỏ lòng tôn kính Đức Phật và cầu nguyện bình an. Việc cử hành đại lễ Phật đàn với thành phần không quá 20 vị, yêu cầu các đại biểu tham dự lễ phải theo dõi y tế, thân nhiệt, sức khỏe trước ngày diễn ra đại lễ 2 tuần, không tổ chức rước xe hoa, không tổ chức các chương trình nghệ thuật chào mừng và tất cả các hình thức tập trung đông người. Thời gian tổ chức đại lễ Phật đản từ ngày mùng 8 đến ngày 15 tháng 4 âm lịch, tức là ngày 30 tháng 4 đến ngày mùng 7 tháng 5 năm 2020, chính lễ Phật đản đúng ngày rằm tháng 4 âm lịch, ngày mùng 7 tháng 5 năm 2020.